Cho chú mượn một cái cây gì chú đuổi nó đi, cái cây chỗ cho, đưa cho chú cây. Cái này chú? Dạ, rồi rồi rồi. Cường ơi, ra xem rắn này. Rắn run gì, rắn đẹp cực đấy. Mày chào đến đấy, mày chào đến đấy, chú nói cho xem. Mó. Rắn à? Chú ơi, vậy thì với mày chào đấy là con rắn red bamboo, nó hò rắn nước, không độc. Cực đẹp luôn. Ôi, dùng đẹp chứ. Ừ. Ê, sao nó thấy cái này mình chụp hình không tìm? Đưa nào cái này không chú? Đưa nữa, cho khẳng. Đưa cái này kìa. Chứ thiệt, mặt đi mặt đắng à. Đập mặt rồi rắn. Con không độc không? Ừ, thầy ơi. Con này tên là red bamboo. Bamboo tre. Red là màu đỏ, nó có 4 phân loài. Nhưng mà vàng này là cực hiểm ấy. Đẹp ấy. Mày rắn nhỏ tí đi. Không, cắn lại hả chú? Red bamboo. Ê, cô mới. Chú. Không, chú đưa cho chỗ gì kia cho như tránh an toàn cho nó thôi. Bạp lũa. Ê, chú ơi. Rồi. Con đi về. Người thì to như con gì đó mình sợ rắn. Màu đẹp chưa? Nó có bộ phân loài, nhưng mà màu này là cực hiểm luôn. Chỉ có bạch mã thôi chứ còn đụng. Thẳng lưng lên thấy. Thẳng lưng lên cho sang